Mới đây, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì khai mạc điểm giới thiệu bán sản phẩm OCOP và tuần hàng Việt trên địa bàn huyện Ba Vì. Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện Ba Vì đặt tại Trung tâm Thương mại Lực Tiến Plaza, xã Chu Minh, nhằm giới thiệu sản phẩm OCOP của huyện Ba Vì và các tỉnh, thành trong cả nước như sữa chua, bánh sữa, caramel, tinh bột nghệ miến rong, chè. Tuần hàng Việt cũng được Sở Công Thương Hà Nội tổ chức tại Nhà văn hóa Trung tâm huyện Ba Vì với quy mô hơn 100 gian hàng của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hàng Việt. Trong thời gian diễn ra tuần hàng Việt, các doanh nghiệp tham gia sẽ giới thiệu, quảng bá mặt hàng tiêu dùng, công nghiệp, làng nghề, sản phẩm nông lâm sản an toàn, hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích. Để tuần hàng Việt tại huyện Ba Vì được tổ chức thành công, đạt hiệu quả thiết thực, quyền giám đốc Sở Công Thương Hà Nội bà Trần Thị Phương Lan đề nghị các sở, ngành, ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người tiêu dùng thủ đô, khách du lịch trong và ngoài nước biết đến, tham quan, mua sắm.